Mở hộp và đánh giá nhanh Cape Porsche Design Space One. Space One là chiếc tai nghe over-ear cỡ lớn với driver 40mm và khung được làm từ kim loại, kết hợp với da bọc bên ngoài tạo nên cảm giác sang trọng khi lần đầu nhìn thấy. Mặt ngoài của củ tai nghe là một logo P&D lồng vào nhau đại diện cho thương hiệu Porsche Design danh giá. Ear cup bọc da êm ái làm tăng sự thoải mái, khung kim loại chắc chắn mang đến cảm giác vững tâm cho người sử dụng. Space One được trang bị công nghệ chống ồn chủ động Active Noise Cancellation, giúp loại bỏ tiếng ồn bên ngoài để không ảnh hưởng đến âm thanh mà bạn đang nghe. Người dùng chỉ cần sử dụng một nút bấm trên củ tay phải là có thể tắt và bật công nghệ chống ồn theo ý muốn. Viên pin 3A cung cấp 50 giờ nghe nhạc nếu sử dụng với công nghệ chống ồn liên tục. Vậy chỉ cần hai viên pin là bạn có thể đi đây đó vô tư mà không lo lắng nữa. Không chỉ đơn giản là thưởng thức âm nhạc, các âm thanh phát ra từ những nhạc cụ trong bản nhạc sẽ được thể hiện một cách tách bạch, rõ ràng và được kiểm soát chặt chẽ. Những nốt cao ngút ngàn hay những tiếng trống bùng nổ và âm thanh của không khí di chuyển hòa quyện lại để tạo nên một thứ âm nhạc cao cấp, sạch sẽ và lôi cuốn. Nhắm mắt lại, bạn sẽ cảm giác như chính cô ca sĩ đó đang trình diễn trước mắt bạn. Cape Porsche Design Space One lên kệ với giá 7.990.000 đồng và đã có mặt tại tất cả các cửa hàng của Mai Nguyên. Thân mời các bạn đến trải nghiệm và mua sắm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.